Mày không để nó đâu nha. Mày cứ dụ nha. Cùng Dương đi mua kim cương tặng quà Annie cho Lucy nha. Cái kỳ kỷ niệm này thật sự là rất đặc biệt đối với Dương, tại vì đã có thêm bé Nami rồi. Thương cho vợ mình thời gian qua đã phải sinh và chăm sóc bé Nami, nên hôm nay mình quyết định tặng vợ mình một món quà cực kỳ to luôn. Các bạn nhân viên thì cũng nghe được mong muốn của Dương nên là gợi ý cho Dương và tư vấn cực kỳ là kỹ càng để cho Dương lựa được những cái sản phẩm ấn tượng để tặng Lucy. Mình đang khá là phân vân giữa một trong ba cái này, nên thôi chắc mình lấy cả ba. Vinkara thì là một thương hiệu trang sức kim cương cao cấp mà mình biết đến rất là lâu rồi. Vợ mình cũng hay nhắc đến, chắc là nhắc khéo để mình ra đây mua tặng hay sao chứ. Mà kim cương thì là cực kỳ có giá trị và rất là bền màu với thời gian rồi, không bao giờ bị ngả vàng hết. Mọi người cứ yên tâm là mua ở Vinkara thì kim cương đều có giấy kiểm định và kim cương tấm là loại 1 hết. Còn bây giờ thì mang về tặng quà cho Lucy của mình nhá. Bà ấy đang phải quay TVC ở nhà nên mình phải đột kích vào mình tặng luôn cho nó bất ngờ. Happy anniversary! Dương nghĩ thì mỗi người phụ nữ ấy sẽ đều mong muốn là có một viên kim cương cho riêng mình. Và thật sự là nên có một viên kim cương cho riêng mình nha. Nên là các anh con trai ơi, tâm lý lên nào. Tôi tặng bà ấy mà tôi chọc bà ấy là: ê, bây giờ chồng tặng vợ quà to này thì cho chồng đẻ thêm một đứa nữa nha. Không biết. Cảm ơn chồng yêu. Mày không đẻ nó đâu nha. Mày cứ dụ nha. Cảm ơn chồng.